Hi, hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker ha. Thì hôm nay là Minh sẽ giao cho một người em chiếc Yamaha R3 mà lâu lắm rồi Minh mới tìm được cho anh em á. Rồi. Mình chờ sáng giờ thằng em cũng tới nè. Đó, thằng em là ở Bến Tre nha anh em, ở Bến Tre xa. Và cái nhiệm vụ của Minh đó là Minh lấy xe về, Minh kiểm tra xe cho anh em xong xuôi rồi. Đó. Thì cái này là coi như là cái lần bảo trì bảo dưỡng đầu tiên là Minh tặng cho anh em. Đó, thay vì Minh sẽ tặng cho anh em cái nóng bảo hiểm hay là cái gì đó, nhưng mà cái đợt này là Minh tặng cho anh em là một lần bảo trì bảo dưỡng để lần sau anh em biết về cái cách bảo trì bảo dưỡng nó rồi anh em làm tiếp theo. Thì đó, đầu tiên là thấy không, vô hai bình nhớt là 9 xị rồi, 900 ngàn rồi, hai bình nhớt. Rồi, thì sẵn tiện mình sẽ hướng dẫn anh em là thay cái nước mát của cái con xe này ha. Thì nước mát của R3 là trước giờ là mình chưa có cái clip nào hướng dẫn sẵn xe của con em nè. Mình làm luôn cho anh em, thay nước mát luôn. Là nước mát này là mình thay tặng cho em nó, chuẩn bị là nó về Bến Tre luôn á nha. Thì nhiệm vụ của một người đi trước, thì thằng em nó tới nó tìm xe thì mình là người đi trước, thì mình hướng dẫn em nó bảo trì bảo dưỡng tốt. Nếu như là bảo trì bảo dưỡng tốt thì xe này sau này mình thu lại đó. Thì đây, ở đây nó sẽ có một cái con ốc nè, anh em thấy không, quay kỹ vô đây. Ở đây sẽ có ba con ốc, thì con ốc nào mà có lông đền chính là con ốc mà để xả nước mát ra. Anh em dặn cái này là nước mát nó chảy ra đó, anh em chỉ cần dặn này thôi là nước nó chảy ra đó, anh em thấy chưa. Đó. Rồi để muốn cái nước này chảy ra thì anh em phải mở cái nắp này. Nắp này trên đây là anh em phải mở cái miếng này ra. Miếng này cũng dễ tháo thôi. Đây cái nắp chỗ này nè, nắp trong đây nè, anh em thấy không. Đó, dặn này ra thì nước nó sẽ chảy ra. Đó. Đó, cái nắp này lát nữa anh em sẽ chế nước mát vô. Đó, nước mát cũ nó sẽ chảy ra. Đó, anh em thấy chưa. Dễ thay lắm, nói chung là nó cũng không khó đâu. Còn bình nước phụ lại sẽ nằm bên đây nè anh em. Bình nước phụ nó sẽ nằm bên đây. Thì nước mát anh em nào kỹ 10.000 cây thay. Còn anh em nào mà làm biến thì 15.000 cây thay cũng được. Bình nước phụ nằm đây. Anh em thấy chưa? Rồi ok anh em. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành châm nước mát. Đó thì châm vô đây. Lại châm bình nước phụ là xong rồi anh em. Rồi vậy nha, tóm gọn clip chứ em quay chi tiết quá. Em mà quay chi tiết quá thì người ta coi người ta sẽ chán. Mình chỉ cần châm vô đây với lại châm bên cái bình nước phụ thôi là ok. Vậy là xong. Vậy là xong rồi. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành thay nhớt, rồi chỉ anh em cách thay nhớt luôn. Thì cái mở ốc nhớt con này cũng rất là dễ ha anh em ha. Thì sử dụng chìa khóa 12 đây, hoặc là cái này đó, 12 anh em bỏ đây nè, quay anh em coi đó, là anh em mở ra được đó. Rồi mở ra thay nhớt thôi, nó rất là đơn giản, nó không có gì hết nha anh em. Cái này anh em có thể tự làm ở nhà nhưng mà anh em phải có dụng cụ đó. Anh em phải mở bằng nè, mua những cái dụng cụ này nè. Thì mình mở nó sẽ nhẹ tay, thứ nhất là nhẹ tay, thứ hai nó không bị tuôn răng của chiếc xe mình nha. Cái răng nó sẽ không bị tuôn ra.
nó không bị tuôn cái răng này. Mà chiếc xe mình dặn bằng tay nó cũng rất là nhẹ, nó nhẹ lắm, nó nhẹ hiều luôn. Thay vì anh em sử dụng những cái này thì nó sẽ rất là nặng, mà anh em dặn á, mà lỡ mà nó tuột tay hay là bị trơn tay á là nó sẽ bị tuôn ô ốc, là anh em phải ra ngoài kia người ta mở giùm luôn nha anh em. Nên anh em cẩn thận xíu nha. Nói chung mình bảo trì bảo vệ chiếc xe của mình tốt thì nó sẽ bền, nó sẽ lâu hơn. Thấy nhớt không? Vẫn còn, có thể gọi là vẫn còn chất nhớt, vẫn còn ok luôn đó. Nhưng mà mình thay mới cho thằng em nó chạy cho bốc, cho nó đi chơi lễ anh em. Clip này là mình quay lúc 29 tháng 4 nha anh em, có thể mình lên trễ hơn nha anh em nha. Cái này nó kỳ lạ nha, cái bọt này nha. Cái bọt này nó kỳ lạ nha. Có hình trái cây, hình trái cây á. Hình trái cây nè. Nhìn giống gì? Rồi, ok anh em. Rồi bây giờ tiến hành mình đổ vô nè. Thì con này á, con này là 1 lít 8 nha anh em. Khi anh em thay lọc là 2 lít 1. 2 lít 1 rồi. Cái đó anh tham khảo trên Google ấy. Internet. À, và còn cái nhớt này anh em đổ dư xíu không sao nha, mà anh em đổ thiếu là nó mới có sao á. Mà dư nhiều quá thì chạy nó sẽ ì, nặng máy. Còn anh em đổ thiếu thì chạy nó sẽ hư máy. Nên đổ vừa đủ hoặc là dư xíu xíu cũng được. Thì xe của mình thì khuyên anh em luôn, những dòng phân khối lớn thì anh em cố gắng đổ nhớt xịn hơn một chút. Với dòng nhớt từ 250 trở lên là ok, cấp nhớt nó ok đó anh em. Còn như này là mình chơi luôn 400 mấy chục ngàn là cấp nhớt là quá ok rồi. 1 lít 8 đổ quá nó chạy nặng, nó đổi thường mình là xe bù phép á em. Kéo hoài không lên. Ừ, kéo hoài không lên. Tranh đủ chưa? Rồi, như vậy là xong rồi anh em. Mình sẽ giao xe cho anh em kịp chơi lễ đó. Rồi bây giờ ráp lại nha, con trai cưng của ta. Rồi vậy thôi, xong. Rồi xong. Cho anh hỏi bí quyết để có tiền mua xe là sao em? Dạ thì cố gắng làm thôi. Một ngày sẽ được. Đi ngõ này nè, đi thẳng ngõ này, quẹo phải là ra đường lớn. Thẳng quẹo phải là ra đường lớn. Rồi. Rồi ok. Thẳng vào ra đường lớn. Bye bye em nha, đi cẩn thận nha, về quê cẩn thận, chơi lỡ vui vẻ nha.